Xin kính chào các thầy cô giáo. Năm học 2021-2022 sẽ là năm học thứ 2 thực hiện chương trình sách giáo khoa theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông năm 2018. Năm học 2020-2021 thì chúng ta đang triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới của năm 1, và đến năm 2021-2022 chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện sách giáo khoa mới đối với hai lớp là lớp 2 của bậc tiểu học và lớp 6 bậc trung học cơ sở. Hiện nay thì các nhà xuất bản sách đã in những bộ sách mẫu và gửi đến các địa phương để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của toàn thể nhân dân, đặc biệt là các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục đang trực tiếp công tác trong ngành giáo dục ta. Trong video ngày hôm nay, Hoài Ngọc 1102 xin được giới thiệu một cách tổng quan về bộ môn sinh học trong chương trình của môn khoa học tự nhiên, bộ sách cánh diều. Để đọc sách trực tuyến này, các thầy cô có thể vào trình duyệt web và chúng ta gõ chữ sách cánh diều. Ta sẽ tìm kiếm và vào trang chủ. Thì bộ sách bộ môn khoa học tự nhiên được tích hợp 3 phân môn vật lý, hóa học và sinh học, ta gọi tắt là lý hóa sinh. Cuốn sách của nhà xuất bản là Đại học Sư phạm, nhóm biên soạn cánh diều. Bản sách mẫu gửi tới các thầy cô giáo gồm có 180 trang. Các phân môn được biên soạn theo các phần, các chủ đề. Sách khoa học tự nhiên 6 gồm có 5 phần. Phần 1 giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo, gồm 2 chủ đề. Chủ đề 1 giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn trong thực hành, gồm có 2 bài. Chủ đề 2 các phép đo gồm có 2 bài lý thuyết và 1 bài tập. Phần 2 chất và sự biến đổi chất gồm có các chủ đề. Chủ đề 3 các thể của chất gồm 2 bài. Chủ đề 4 oxy và không khí gồm 1 bài lý thuyết và 1 bài tập. Chủ đề 5 một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm gồm 2 bài lý thuyết. Chủ đề 8 chủ đề 6 là hỗn hợp gồm 2 bài lý thuyết và 1 bài tập. Phần 3 là vật sống gồm chủ đề 7 tế bào, chủ đề 8 đa dạng thế giới sống, phần 4 năng lượng và sự biến đổi gồm có chủ đề 9 lực, chủ đề 10 năng lượng, phần 5 trái đất và bầu trời gồm có chủ đề 11. Như vậy, nhìn vào tổng quan nội dung của sách này, chúng ta có thể tạm nhận định phần 1 là phần chung, phần 2 chất sự biến đổi chất, với phần 5 trái đất và bầu trời thuộc về phân môn vật lý, phần 3 vật sống thuộc về phân môn sinh học, phần 4 là phần nhìn tổng quan quyển sách, chúng ta có thể nhận định như sau. Phần 1 là phần chung, phần 2 chất và sự biến đổi chất thuộc phân môn hóa học, phần 3 vật sống thuộc phân môn sinh học, phần 4 năng lượng và sự biến đổi, phần 5 trái đất và bầu trời, hai phần này thuộc về phân môn vật lý. Thì ở trong video này,
Hoài Ngọc sẽ đi cùng với các thầy cô tìm hiểu, phân tích chi tiết về phân môn sinh học ở phần 3 từ trang 66 để các thầy cô có một cái nhìn tổng thể cũng như tiện trong việc các thầy cô góp ý đối cho các nhà xuất bản, nhóm biên soạn sách đối với từng phần môn. Phân môn sinh học nằm gọn trong phần 3, đó là về tìm hiểu về vật sống trong chương trình sinh học lớp 6. Cũng giống như các phần khác thì phân môn sinh học cũng được biên soạn theo các chủ đề. Mỗi chủ đề có một hoặc một số bài. Mỗi bài học thì nó có một cái cấu trúc thống nhất như sau, chúng ta có thể nhìn thấy. Sau tên bài ngày số 12, tế bào đơn vị cơ sở của sự sống, thì đây chúng ta thấy phần đầu tiên đó chính là mục tiêu của bài học. Tiếp theo phần nội dung ở phía có cái hình bóng điện đây, đó chính là cái gợi ý để các thầy cô vào bài khác, là hoạt động khởi động, hoạt động mở đầu của bài học. Trong nội dung sách giáo khoa thì có các phần nội dung là giới thiệu về kiến thức liên quan, có rất nhiều các hình hình. Tương ứng với đó là những gợi ý về phương pháp tổ chức dạy học, những câu hỏi đặt ra để học sinh tìm hiểu về bài học. Và mỗi bài này thì nó tương ứng với một số tiết nhất định, thì sau này khi vào sách chính thức chúng ta sẽ cụ thể. Những quan sát về tế bào, chúng ta tìm hiểu về chủ đề về tế bào, cấu trúc sách cũng như vậy. Chủ đề 8 là đa dạng về thế giới sống, bài 14 là phân loại thế giới sống. Các em học sinh sẽ tìm hiểu về cái phân loại của giới sinh vật, các thang, hệ thống thang phân loại. Khái niệm bài học mới, khóa lượng phân trong chủ đề 8. Bài 16, virus và vi khuẩn. Bài 17, đa dạng tài nguyên sinh vật. Và trên sách điện tử này thì ban biên soạn sách cũng đưa một số video vào, sẽ rất tiện ích cho các thầy cô có thể sử dụng để giảng dạy thông qua hệ thống máy chiếu. Đây là một cái nét mới
cũng là sách điện tử. Chúng sốt xét theo đường máu đến tế bào. Sách được in rất là sắc nét và màu sắc sống động. Là vậy về thực vật, vai trò của thực vật trong đời sống. Phân chia thực vật, các nhóm thực vật. Hết về thực vật. Thực vật như vậy, thực vật các em được tìm hiểu về từ hình thái cấu tạo, phân loại, vai trò của thực vật. Tiếp theo các em được tìm hiểu về cái sơ lược phân loại của động vật, của động vật không xương sống, động vật có xương sống. Tìm hiểu về sự đa dạng sinh học, đa dạng sinh học. Đã. Như vậy có thể nói phân môn sinh học ở môn khoa học tự nhiên 6 thì các em sẽ được học gồm hai nội dung, đó là về thực vật học và về động vật học. Trước đây thì ở trong chương trình hiện hành các em học thực vật học và động vật học trong hai lớp là lớp 6 và lớp 7. Thì trong chương trình mới, chương trình giáo phổ thông 2018, các em sẽ học trong phân môn sinh học của khoa học tự nhiên. Chỉ học trong chương trình sau chúng ta đã học cả động vật và thực vật. Như vậy có thể nói là trong chương trình giáo dục phổ thông mới này thì các em sẽ học cái nội dung kiến thức không yêu cầu các em tìm hiểu chuyên sâu về những kiến thức hàn lâm, những kiến thức khó, không phù hợp với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở. Mà thay vào đó các em học sinh sẽ được học những ứng dụng, những kiến thức nó có tính ứng dụng thực tiễn vào đời sống của các em, để các em vận dụng nó trong cuộc sống nó phù hợp hơn. Chứ chúng ta các em học sinh chưa yêu cầu các em phải học mang tính chất nghiên cứu như chương trình hiện hành. Và chắc chắn rằng với cái sách giáo khoa mới này, cùng với những cái phương pháp tổ chức dạy học mới, và đặc biệt là với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, thì các em sẽ được tiếp thu những cái kiến thức mới phù hợp với lại đặc điểm tâm sinh lý và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Nó phù hợp với cái yêu cầu đổi mới giáo dục theo định hướng là phát triển những cái phẩm chất và năng lực. Trên đây hội họp thì cùng với các thầy cô tìm hiểu một cách tổng quan về chương trình phân môn sinh học của khoa học tự nhiên 6. Hy vọng rằng những tìm hiểu trên đây sẽ có những cái gợi mở hữu ích cho các thầy cô trong việc góp ý với sách giáo khoa của các nhóm tác giả và nhà xuất bản. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô ở những video lần sau.